Thanh Thao xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thắm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV 11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa quý vị, thì từ lâu chương trình truyền hình Thấu Lý Thắm Tình đã nhận được rất là nhiều những sự yêu thích từ quý vị khán giả. Bằng chứng là sau mỗi số phát sóng thì chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất là tích cực và thêm vào đó là ngày thật nhiều những lá thư gửi về cho chương trình với mong muốn là sẽ được lắng nghe những luật sư, những chuyên gia về luật tư vấn và giải đáp ngọn ngành các vấn đề về luật dân sự, làm sao mà có cách giải quyết vừa thấu tình vừa đạt lý. Và ở một số phát sóng thì chúng ta lại nói về một cái chủ đề. Và ngày hôm nay thì như thông lệ, chương trình nhận được một lá thư của một vị khán giả gửi về cho chương trình và nói về cái chủ đề đó là vay lãi nặng ở tiệm cầm đồ, chủ tiệm bị khởi tố có được xóa nợ hay không. Và luật sư sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong số phát sóng hôm nay, đó là luật sư Nguyễn Trần Thiên đến từ Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào luật sư ạ. Xin chào Thanh Thao và xin chào khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ. Dạ thưa luật sư, thì vừa rồi Thanh Thao cũng đã nói là hôm nay chúng ta nói về một cái chủ đề, một cụm từ mà trong suốt thời gian vừa qua báo đài nhắc rất là nhiều, đó là vay lãi nặng. Thì bây giờ Thanh Thao xin phép được chia sẻ nội dung của lá thư này nhé. Thưa luật sư, tôi vay lãi cao ở tiệm cầm đồ gần nhà và đã trải lãi nhiều. Nay chủ tiệm cầm đồ bị khởi tố về cho vay lãi nặng. Vậy tôi có được xóa khoản nợ đặt vay này hay không? Mong được luật sư giải đáp. Dạ thưa luật sư, thì với trường hợp của vị khán giả trong lá thư đã vay lãi cao, lãi nặng ở tiệm cầm đồ này và đã trải lãi nhiều lần thì vị khán giả này có được xóa nợ hay không ạ? Trước tiên chúng ta nhận thấy là cái việc mà tiệm cầm đồ mà lại cho vay, tức là đã hoạt động không đúng cái phạm vi chức năng được cơ quan nhà nước cho phép. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa đó, đã cho vay mà còn cho vay lãi suất cao. Thì cái việc xóa nợ ở đây chúng ta thấy là đối với cái khoản nợ mà trong giới hạn cho phép và cái lãi suất cũng nằm trong cái quy định thì cái đó được xem như là một giao dịch dân sự. Và dĩ nhiên rằng giao dịch dân sự hợp lệ thì sẽ được công nhận và cái người có nợ phải trả. Tuy nhiên ở đây thì ngoài cái khoản vay và cái khoản lãi suất nằm trong cái giới hạn luật cho phép thì nó còn một cái phần lãi vượt quá mà người ta gọi là lãi cao hay là lãi nặng, thì chắc chắn rằng cái phần lãi này nó sẽ không có giá trị pháp lý. Và ở đây không phải là xóa hết được, nhưng mà chúng ta chỉ xóa cái phần lãi vượt quá quy định thôi. Cần phải lưu ý như vậy. Dạ, như đầu tiên luật sư cũng đã nói, đó là việc mà tiệm cầm đồ cho vay đã là vi phạm pháp luật rồi. Nhưng mà xin được phép nhờ luật sư sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái việc này ạ. Đối với cái việc này thì chúng ta thấy rằng là một cái tổ chức mà muốn hoạt động ví dụ tiệm cầm đồ thì vẫn phải được sự cấp phép của nhà nước. Và trong cái giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đăng ký hoạt động thì dĩ nhiên người ta ghi rất rõ cái ngành nghề của anh là cầm đồ. Và cái việc cho vay ở đây là chỉ có những cái tổ chức tín dụng mới có thẩm quyền cho vay. Còn không phải tổ chức nào cũng được quyền cho vay, hoặc là những cái tổ chức tài chính mà trong những cái tổ chức đó, trong cái giấy phép đăng ký kinh doanh, trong cái giấy phép đăng ký hoạt động có ghi là ngành nghề là cho vay hoặc là hoạt động tín dụng thì anh mới được thực hiện cái hoạt động cho vay. Chứ nếu mà các tổ chức mà không được cấp phép thì cái đó không có giá trị pháp lý. Chỉ có cá nhân với cá nhân thì có thể cho vay và có thể xem đó là một cái giao dịch dân sự. Và cá nhân cho cá nhân vay thì cũng phải tuân thủ cái quy định của pháp luật về lãi suất, về cái hình thức cho vay. Và các bên phải có cái hợp đồng, hoặc người ta gọi nôm na ở ngoài là cái giấy vay tiền, phải đảm bảo đủ đúng cái điều kiện của pháp luật thì cái giao dịch dân sự đó nó mới có giá trị pháp lý. Dạ, vậy thì không phải tổ chức nào cũng được phép cho vay, nhưng mà việc cá nhân cho cá nhân vay thì cũng phải đáp ứng được các cái vấn đề về luật dân sự. Và thưa luật sư, thì đối với trường hợp của chủ tiệm cầm đồ này thì pháp luật sẽ xử lý như thế nào ạ? Rõ ràng là chúng ta thấy trong cái câu chuyện này á, cái người chủ của tiệm cầm đồ này đã bị khởi tố rồi thì chắc chắn rằng khởi tố là khởi tố về cái hành vi cho vay nặng lãi. Và dĩ nhiên rằng đối với cái hành vi cho vay nặng lãi thì các cơ quan điều tra họ sẽ xác định cái khoản vay này nó có hợp pháp hay không, nó có hợp lệ hay không. Và trong trường hợp nó hợp pháp, nó hợp lệ thì sẽ được công nhận và các bên vẫn tiếp tục thực hiện những cái giao dịch dân sự mà trong luật quy định. Còn cái nào vượt quá, hủy. Ví dụ như là cái phần lãi mà thu vượt quá thì cái đó chắc chắn là không có giá trị thì hủy và không có giá trị pháp lý. Đối với những cái trường hợp mà giống như trong trường hợp này thì tùy vào các cơ quan điều tra, họ xem xét hành vi tới đâu. Tại vì ở đây chúng ta chỉ có thông tin rất là hạn chế là biết là khởi tố về cho vay nặng lãi, nhưng không có rõ được trong cái nội tình trong cái vụ việc này là cái tổ chức này ngoài chức năng cầm cố ra có cho vay hay không. Và việc thứ nhất, việc thứ hai nữa là các bên vay với nhau thì đang vay với tư cách là cá nhân hay là giữa cái người vay và cái tổ chức là cái tiệm cầm đồ. Chúng ta cần xác định nhiều yếu tố, nhưng quy định chung là gì? Các giao dịch dân sự nào mà không phù hợp với quy định của pháp luật thì giao dịch đó không có giá trị pháp lý và đôi bên trả cho nhau những gì đã nhận. Đó là một cái nguyên tắc chung. Dạ, như vậy thì tổ chức đủ điều kiện theo pháp luật cho vay, nhưng mà pháp luật quy định như thế nào về các cái mức lãi suất ạ? Đối với mức lãi suất thì hiện giờ đó, cái quy định chung, cái mức lãi suất cao nhất mà Bộ Luật Dân sự cho phép là không vượt quá 20% một năm. Và nếu như mà cái tổ chức nào hoặc cá nhân nào mà cho vay mà vượt quá 20% một năm thì cái đó được xem là hành vi cho vay nặng lãi và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, có thể rằng là khởi tố hình sự nữa. Vượt quá mức lãi suất 20% thì được cho là vay lãi nặng và có thể là sẽ bị khởi tố theo quy định của pháp luật. Và thưa luật sư, thì bên cạnh đó thì hiện nay các công ty tổ chức tài chính cho vay cũng xuất hiện rất là nhiều, và luật sư có thể làm rõ cho quý vị khán giả được hiểu là công ty tài chính cho vay được pháp luật quy định về hoạt động như thế nào ạ? Đối với công ty tài chính thì nó cũng gần giống như là các cái tổ chức tín dụng, các tổ chức ngân hàng, nhưng mà ở đây cái nó chuyên sâu về các hoạt động cho vay nhiều hơn. Tại vì họ sẽ sử dụng cái tiền đó để tái đầu tư cho việc khác. Những cái phần lãi mà thu về họ sẽ tái đầu tư cho việc khác và họ chuyên về cho vay là nhiều hơn. Còn ở phía ngân hàng thì ngoài cái việc cho vay ra thì ngân hàng còn tham gia nhiều cái hoạt động khác nữa. Đó là ví dụ như là nhận gửi giữ tiền của cái người dân bình thường, hoặc là tái đầu tư vào một cái hoạt động kinh tế nào đó, hoặc là tham gia vào các sàn chứng khoán, hoặc là họ có nhiều cái kênh đầu tư khác được pháp luật cho phép. Dạ, như vậy thì khi người dân có nhu cầu đi vay tại các công ty tài chính này thì cần phải lưu ý những gì ạ? Người dân khi mà đi vay đối với các công ty tài chính thì trước tiên là phải kiểm tra cái năng lực tài chính của các tổ chức đó, xem coi cái tổ chức đó có uy tín hay không, và cái quan trọng là cái tổ chức đó có được thành lập và được pháp luật công nhận hay không. Thì cái này chúng ta có thể tìm kiếm ở rất nhiều nguồn thông tin. Và dĩ nhiên rằng không một công ty tài chính nào mà không được sự cho phép của cơ quan nhà nước mà họ có thể trưng bảng biển lên để mà quảng cáo rằng là tôi là một cái đơn vị cho vay. Và ngoài ra đó cũng cần lưu ý là cũng có một số tổ chức là họ lừa, và cái việc này là người dân cần hết sức cẩn trọng. Bởi vì họ cũng nói là tôi là một tổ chức cũng có hoạt động cho vay, nhưng thật ra đó là những cái tổ chức trá hình không được sự công nhận của nhà nước. Và họ cho vay lãi nặng bằng rất nhiều kỹ thuật khác mà cái người dân không biết, cho đến khi mà trả không nổi nữa đó thì phát hiện ra đó thì mới biết là cho vay nặng lãi. Thưa quý vị, là như vậy với những chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Trần Thiên thì chúng ta đã có thêm cho mình những cái kiến thức xoay quanh cái vấn đề đó là vay lãi nặng, và cũng như là vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình thì chúng ta đã có cho mình những cái câu trả lời cụ thể quý vị nhé. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị chúng ta sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến những người xung quanh để chúng ta cùng nhau nâng cao và cũng như là bảo vệ cuộc sống của mình. Và nếu quý vị chúng ta có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi, vấn đề gì mong muốn được chương trình tư vấn thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho số hotline theo số 0934 367565. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi giải đáp trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ thì Thanh Thao và luật sư Nguyễn Trần Thiên xin được mến chào và hẹn gặp lại.